Ok, xin chào tất cả mọi người, mình là MR Nguy Hiểm. Hôm nay mình sẽ sử dụng vị tướng Vahin, cố rắn giành rừng nha các bạn. Vahin sẽ hỗ trợ trọng trách gọi là đi rừng. Ok tất cả các bạn. Thì mình không biết là team mình nó có chửi hay không, nhưng mà mình sẽ quyết định là vì vui cho nên mình mới làm clip này cho tất cả các bạn. Ok. Ok, mình sẽ kêu là rừng cứ để mình lo. Ok. Đấy, chưa gì một bạn editor đã nói mình rồi. Editor cho phép đi. Editor cho đây đi. Oh shit. Rồi ha, thì tem bạn là quyết định là không nhường rừng. Ok. Thì không nhường thì thôi. Để xem coi bạn Butter có thể làm được gì ha. Thì mình cũng phụ trách vai trò farm rừng. Nếu mà bạn Butter chết thì mình sẽ bu vô farm. Thì để xem coi. Bây giờ mình sẽ vô mình chat là nhường cho bạn Butter đi rừng ha. Ok, vào trang nào. Nếu không nhường mình thì thôi, mình sẽ nhắn mình sẽ bật trò chuyện lên. Rồi mình sẽ kêu là mình sẽ nhường. Ok, mình nhường nhường rừng ha. Mình sẽ nhường rừng cho bạn ấy. Ok, thì nếu mà đi rừng hay đi đường thì cũng vậy thôi. Nếu như mà không cho mình đi rừng thì mình đi đường. Đơn giản ha. Ok. Không nhiều rừng thì mình sẽ đi đường ha. Thì Alistair hồi nãy kêu là Vahin là thua. Gặp Vahin là thua. Thì mình nói mùa này là mùa của AD, mà vị tướng Vahin này thì mình lại rất thích chơi. Có thể nói là mình cầm đi đường khá là ok đấy các bạn. Ok, bạn Tena đang dí. Ok, mình sẽ cố gắng giúp bạn ấy. Được không? Oh shit, bay sao? Cả Triệu Vân tên bạn. Rồi, lôi, 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 lôi. Bạn A Thu. Set. Chạy đi A Thu, chạy đi. Rồi, ok, bạn A Thu không chịu về à? Bạn ơi, bạn ơi, bạn ơi, bạn ơi. Ok. Mình sẽ shit shit shit. Container, help me. Ok, rút lui đi các bạn. Chứ không lại rồi. Rồng này, rồng nè. Quay, quay, quay. Xịt Tena lên. Thôi được rồi. Chết mình luôn rồi. Hay quá Thu ơi. Và Thu liên tục là những chiêu làm chậm và dùng khả năng gọi là gây sát thương lan tràn bằng cái vòng tròn. Anh ta có liệu có
upsort được Vai Hin nhưng mà lên cấp 4 hay không nha. Chúng ta đang thấy gọi là bạn tên này đi có một ba bạn Vai Hin. Anh ta upsort Vai Hin. Ok, đập luôn con chim này ha. Nói chung là nếu mà không nhường mình thì thôi, mình đi đường. Không có gì phải xoắn ạ. Rồi hai bạn ấy đang muốn dứt A Thu đây. Ok thì mình sẽ chờ Alistair qua để phụ mình ha. Quyết định một pha úp sọt một, một pha giao tranh tổng ha. Ok ok lôi lôi các bạn ơi, hãy trở về đường đi nào. Ok mình đã có tê tái nha các bạn. Hay quá, làm nhẹ con rồng đi. Nói chung Vai Hin này các bạn hạn chế dùng chiêu ha. Tại vì nếu mà các bạn dùng chiêu nhiều quá thì hỏi các bạn hết mana thì các bạn không đánh được tướng địch nha. A Thu đã về thì mình sẽ nhận trọng trách gọi là đẩy trụ ha. Triệu Vân mình đang solo với Triệu Vân tem bạc. Ok ok ok. Mình gọi là mình sẽ cố gắng khô máu. Này A Thu hay quá, công nhận mùa này A Thu mạnh mạnh thì các bạn, dùng chiêu dùng đánh đồ thì nhìn cũng thốn hẳn đó. Khi các bạn chơi hay A Thu thì các bạn chỉ cần dùng chiêu một và lòng vòng bay vô dứt. Ok thì nếu bạn nào thích lối trang bị lên đồ này của mình thì cứ lên nha. Ok mình sẽ vô sinh con bùa sau này để khi đi giao tranh không bị hết mana tổng ha. Ok thì theo mình nghĩ là các bạn lên dùng lên Matthew 2 trước vì có khả năng làm choáng cao thì gây sát thương khá là cao ha. Ok dứt, chạy đi đâu thì bạn Vega cho mình một cái ulti, mình vẫn chưa thấy có sát thương gì cả. Ok ơi xịt thì Vai Hin các bạn lên như nó một cái áo trần băng giá thì khả năng bắn làm trọng của Vai Hin sẽ được tăng lên. Ok con rồng tiếp theo, mà bạn Winter khá là hiểu ý mình ha. Thì nếu mà mình không được giao trọng trách gọi là đi rừng thì mình sẽ đi đường và mình sẽ tích cực farm ha. Ok tem bạn đang giao chiến thì mình với Winter sẽ đi đẩy trụ lén. Tơ đang cố gắng giết nó. Ok mình sẽ dứt điểm bạn Vega, sau đó là bạn Tiana. Mình đang hỗ trợ bạn Tơ hết mình. Tem bạn bắt đầu thấy có sự sai lầm rồi ha. Ok 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 mình sẽ hỗ trợ bạn Triệu Vân bỏ về nhà ha. Thì nói chung Vai Hin lên đồ rừng này đánh khá là thấm nha các bạn. Khả năng cấu rỉa và khả năng bỏ chạy cũng khá là nhanh. Triệu Vân. Rồi ok Triệu Vân đã nằm xuống. Ô bạn. Bạn Triệu Vân không chịu về đi.
tôi lại mình sẽ ra kiếm một vài bài nhạc vô để nghe nha các bạn. Chứ mình thì mình cũng cầm những mấy cái bình luận này cho lắm, thôi thì nghe nhạc chơi thôi nha. Ô, đang làm gì thế? Gắt thế. Ô, mà booster tem mình khi mà được hỗ trợ và khá là xong lên thì em mình phải liên tục ăn rau một thánh ca tuyệt thiên thần trong đêm tuyết rơi, vẫn có một cô gái cầu nguyện cho mưa tuyết lệ con gái rơi, bàn tay níu bông tuyết nhẹ rơi, ánh mắt nhỏ thương nhớ xưa trời tan vỡ. Liên tục là những pha thánh ca tuyệt thiên thần trong đêm tuyết rơi, rồi a thu vẫn có một cô gái cầu nguyện trong mưa tuyết lệ con gái rơi, bàn tay níu bông tuyết nhẹ rơi, ánh mắt nhỏ thương nhớ xưa trời tan vỡ. Đêm xa vắng trái tim còn đâu mãi ước mộng một ngày mai lại con gái rơi, bàn tay níu bông tuyết nhẹ rơi, ánh mắt nhỏ thương nhớ xưa trời tan vỡ tuyết thiên. Bạn ấy đòi giết cả Victor khi mà bạn ấy đang phế. Mình tự tin được là bạn ấy đòi giết được Victor. Ok, mình sẽ trả thù cho bạn, bạn cứ yên tâm. Rồi mình đã có trần đánh giá thì khả năng làm trần mình là cực kỳ cao nha. Cầu cho qua hết buồn lo, chúc cho ông bà sống thọ, đời lừa hạnh phúc năm nay nhiều đám cưới thật to. Nhà nhà vui tên 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 mỗi năm lại càng đi lên, bàn tay bên nhau thương bên lúc sung túc hay hết tiền. Cầu cho năm mới gặp nhau giữ tương lai luôn vững bền, xin chúc năm mới sẽ hạnh phúc thêm. Xuân này xuân về đây, ta càng như mình.
quan học màu bạn ấy ra Thank you.
cái khả năng khống chế và làm chồng cực kỳ tốt. Nếu như em là hai thì khá là khá đạo nha. Nếu có duyên mà công không á, thì khi các bạn đánh á, thì các bạn nhất nhất nha. Nếu các bạn khi bị bắt thì các bạn rất dễ bị bắt bài và dễ bị giết nha. Còn khi các bạn mà lên làm chồng á, thì giống như là chị đang với bạn Lan Duy này, cố gắng giết mình nhưng không giết được các bạn. Nó sẽ giảm khả năng làm chồng đi. Ok, xin chào.